Vâng, em chỉ lên sóng cho các bác một con súp rất là nổi tiếng của hãng Boss. Và các bác nào đang sở hữu những cặp loa Boss, để kiếm một con súp mà vừa nghe nhạc vừa hát karaoke với tiếng bass ra cực kỳ chắc và cực kỳ gọn gàng, đây là con Boss SW4 rất là nổi tiếng. Sở hữu 4 driver, nó sử dụng 4 cái cụ bass rất là lớn và rất là nặng. Khi các bác bê con này, cảm nhận khi mà thấy cái thiết kế và như thế này, và khi các bác bê thì cứ nghĩ nó như một cục đá rất là nặng nha bác. Mọi thứ đều thiên về lựa chắc và cứng cáp này các bác, thiết kế của Boss. Và con này đẹp, thiếu mỗi thùng xốp, về có catalog đầy đủ luôn nha. Điện là 100V, mới kiến công nha, dây nguồn đồ đầy đủ hết nha các bác. Và giá bên em đã bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ dây kém súp 3,5m gì đó. Dây là dây Nhật Canres xịn sò, bộ dây đó trị giá là 350.000. Bác nào không lấy dây thì trừ ra 300.000 nha. Giá con này là 10.500.000. Các bác lưu ý nghe giúp em, đó là 10.500.000 là đã bao gồm phí ship, bao gồm bộ dây Nhật kém súp 3m trị giá là 350.000. Nếu không bắt, các bác không lấy dây trừ ra 300 nha. Là có nghĩa là còn 10.200.000. Còn lấy full cả luôn phụ kiện đầy đủ gồm bao ship là 10.500.000. Logo Boss phía bên hông. Sử dụng 4 lô bass nha bác, 4 lô bass. Đường kính là khoảng là 14 nha. 4 lô bass này, 1 2 3 4. Lỗ thông hơi, volume. Tất cả các tính mình sử dụng tính năng trên này, volume, nút nguồn. Con này thì đẹp, thiếu thùng xốp nha. Catalog này đủ, giá 10.500.000 nha các bác. Đánh phòng 40m² đổ lại. Con này mà các bác đang chơi những cặp Boss 301, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke để kiếm một con súp để phối ghép, thì con Boss SW4 rất là tuyệt vời để trong bộ dàn âm thanh. Một combo full luôn cả súp cả loa Boss, kể cả những dòng loa BMB loa full đều sử dụng loa súp là tốt. Dòng SW4 thì tiếng của nó thì thiên về độ chắc nha các bác, có nghĩa là nó đánh rất là chắc, dứt khoát. 4 lô bass đánh trước. Giá 10.500.000 đã bao gồm phí ship nha. Loa chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, hàng đấu giá về nên nó đẹp, gọi là thiếu thùng xốp. Các bác có thể thấy được góc cạnh. Đấy. Này các bác nhìn phía trên. Em bao ship tận nơi nha. Chỉ có một con duy nhất đầu 2024 này. Bác nào lấy alo trực tiếp cho em liền. Chuyên không đủ thì em bớt 200.000, là còn 10.300.000. Còn cọc tiền thì vẫn giá 10.500.000 nha. Cọc thì cọc khoảng 10% trở lên, có nghĩa là 1.000.000 là em ship hàng nha. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.